Trong cả nhà hôm nay là 12 tháng 1, mình lại sẽ 4 bước trước khi kể bên. Bước 1 là tôi muốn có thế quan đúng đắn. Bước 2 là tôi biết cao độ của tôi trong nhóm quan hệ cũng mong muốn có thế quan đúng đắn như mình. Chúng tôi cùng các đội mình là kể pen. Bước 3 là tôi quay video kể pen áp dụng quan hệ. Bước 4 là tìm cà phê mình động kể pen trong ngày hôm nay cũng như hồi hướng cho thế quan đúng đắn của bản thân, các đội trong nhóm quan hệ của người thân, của người anh chị em họ hàng cũng như là một người muôn loài. Trên sẽ bắt đầu câu chuyện cây bút. Mọi người cho hỏi em đang cầm vật gì trên tay đây? Cái bút đúng không? Cái bút mình hay dùng để viết, một số trường hợp tôi dùng để ký. Nếu có một chú chó đi vào căn phòng này, đến vị trí cái bàn em đang ngồi, em cầm vật này, em khuất trước mặt chú chó ấy, để nó sẽ làm gì vậy ạ? Để có thể nó sẽ gặp nghịch, nó sẽ bỏ đi làm gì? Như vậy cùng là vật này thì mình coi đây là cái bút chung chú chó thì không, chỉ coi là gặp để chơi thôi. Thì có phải là ra ai đang đúng, người hay chó đúng? Thì mình có câu trả lời chưa? Cả hai đều đúng vì không có biết từ trước và như vật này là cái gì và như thế nào với nó. Thì mình có bài học đầu tiên rút ra đây là sẽ không có đúng và sai khi không có quy ước từ trước. Vì chúng ta tôn trọng cái quan của người khác. Và từ nó có đúng sai kia đã có những quy ước và cam kết từ trước rồi. Ví dụ như là luật pháp của nước mình này, cam kết của đội nhóm, của địa phương, của gia đình chẳng hạn. Thì khi chúng ta những thành viên chúng ta vi phạm cam kết, chúng ta sai luật thì sẽ có phán xét đúng sai. Thì nó đặt cái vấn đề xuống như này. Vậy em và chú chó sẽ đi vào phòng này, và còn mọi người sẽ tắt đèn không còn ai nữa. Chúng ta sẽ không có chủ thể nhìn thấy vấn đề nữa. Tại vì nó vấn đề nó sẽ gì ạ? Nó sẽ không là gì với mà đặt đặt ở đây đúng không? Và trong tài vật to cái vấn đề khi đó mang tính không, có sự trung tính nhưng lại nó lại có tính tiềm năng. Tính tiềm năng được thể hiện là khi mà căn phòng này bật sáng trở lại. Em vào đây trước đến vị trí các bạn này và nhìn bên này. Vậy trở thành cây bút đối với em. Chú chó đi vào đây trước, đến đây trèo lên đây và nhìn bên này thì nó sẽ lại gặp đi cứ chơi bên này. Và em mà nó cùng đi vào, em bế nó về và nó cùng nhìn bên này. Bên này khi đó sẽ vừa là cây bút này vừa gặp để chơi. Thế nhưng vậy tính năng vật được này được thể hiện đúng không ạ? Không là một vật. Nhưng mà tại một thời điểm đang có hai chủ thể khác nhau, người và chó đang cùng nhìn lên nó, nên đã xuất hiện thành hai thực thể khác nhau trên cùng một vật thể. Do cái góc nhìn, góc quán chiếu của từng thực thể tạo lên nó. Như vậy mình có bài học thứ hai rút ra đây là mọi sự vật, sự việc hay bản thân chúng ta đều có tính không. Đó là nó là tương xứng là tính tiềm năng, là tính bất cứ thứ gì. Nó phụ thuộc vào góc nhìn, góc quán chiếu từng thực thể tạo lên nó. Như đó việc chúng ta nhìn lên cái bút này, với đến từ chính vật này, chúng biết là bút. Chúng ta thì là bút. Chúng ta nhìn lên cái bút đúng không ạ? Bởi vì nếu mà đến từ chính vật này, cho mình biết đó là bút đấy. Thì nó đã có ngôn ngữ và cái diễn đạt để cho mình biết là bút, thì sẽ có cách diễn đạt ngôn ngữ khác. Thì chú chó bất cứ vật nào khác cũng sẽ biết là cái bút. Và khi đó con vật này cũng cầm lên và viết như mình đúng không ạ? Nhưng mà chỉ chúng ta biết là cái bút mà dùng để viết thôi. Thì mình có bài học thứ ba rút ra đây là mọi thứ đến từ tôi, hay là mọi thứ đến từ những hạt giống trong tâm trí của tôi. Thì tôi đang nhìn thấy đây là cái bút nào do tôi, quán chiếu thì phóng chiếu ra. Thì mình thấy vật này có tính tiềm năng và đến từ tâm trí của mình như vậy đấy. Thì mình có thể thay đổi suy nghĩ, mình ước vật này mình có chỉ lớn hơn không ạ? Hay vì là cái bút thì mình ước mình thích. Bằng vàng, đá quý, kim cương, nhẫn này, hột xoàn này, tiền mặt luôn chẳng hạn. Cái này rút được viên kim cương nhá. Tôi mua viên kim cương. Kim cương. Một khi mở mắt ra, trên tay em đang cầm đây vẫn là cái bút. Vì đây là kết quả hiện tại, chúng ta không thể theo dõi nó thì hiện nay. Thì mình có việc thứ tư rút ra đây là mọi thứ không biết từ sớm mong cầu, hay là suy nghĩ tích cực chúng ta được. Mặc dù có tính tiềm năng đến từ tâm trí của mình. Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì mình từng có dấu ấn và giống với vật này từ trước. Chúng ta được đeo vào tâm trí của mình có thể là từ rất lâu khi còn bé này. Chúng ta được đeo vào phần này và đặt trên tay mình cho thằng này đây là cái bút. Còn mình đã từng cầm này và đưa cho nó thằng này cái bút. Tức mình tính rất là mình đã từng có giống là giống về vật này từ trước. Nhưng khi đang cầm lên nó trên tay như này, rồi giống với cái bút bung được. Và chỉ như cái bút hiện tại thôi, đúng không ạ? Thế như vậy là mình thấy mình không mong cầu, không ước mà không hiểu được hiện tại đi. Thì muốn đạt được điều mình mong muốn trong tương lai, thì mình được biết đến công cụ hỗ trợ đó là 4 bước gieo hạt, 4 bước Starbucks. Chúng ta tạo ra dấu ấn hạt giống của hiện tại. Như vậy đừng có từng tạo ra dấu ấn hạt giống vì cái vật này chẳng hạn. Và khi dấu ấn hạt giống mình đủ nhân duyên thì nó cũng được. Chúng ta đạt được điều mình mong muốn. Ví dụ chúng ta muốn được yêu thương, được quan tâm chăm sóc chẳng hạn, thì chúng ta hãy làm việc đó trước bằng cách là hiện từ sự yêu thương, quan tâm chăm sóc đến người thân, bố mẹ, anh chị em của mình rồi, rồi đến họ hàng, rồi đến bạn bè, rồi đến đồng nghiệp, rồi các đội nhóm của mình. Và khi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc chúng ta đến mọi người đủ lớn, chúng ta nhận lại được hãy yêu thương, quan tâm chăm sóc từ mọi người. Như vậy bèo thứ năm rút ra là chúng ta muốn có thứ gì thì chúng ta hãy cho điều đi trước, thực hiện bằng thân khẩu ý qua 4 bước gieo hạt. Mình tưới tắn, mình vun sới những hạt giống mình đã gieo bằng cách là gì? Thêm cà phê, những đại hạnh gốc, hành động tốt, việc tốt mình đã làm. Và khi rồi nó giống mình đủ nhân duyên thì nó bung nở. Thì mình kết thúc câu chuyện cái bút của mình ở đây. Biết ơn của nhà lắng nghe cho em gọi cho bên ngày hôm nay. Mình nhớ là thêm cà phê mình động kể pen, cũng như là hồi hướng cho liên quan đúng đắn của bản thân, các đồng đội trong nhóm quan hệ, của người thân, của mẹ, anh chị em họ hàng, cũng như là một người muốn làm. Xin chào cả nhà.